Chào cả nhà nha. Hôm nay mình câu ở trên bè nuôi cá ở bên Hải Minh, thành phố Quy Nhơn đó cả nhà. Ở khu vực này họ nuôi cá rất là nhiều luôn. Đây. Những cái lồng bè nuôi cá cả nhà. Đa số ngư dân đây họ làm nghề nuôi cá hết, rất là đông, rất là nhiều luôn. Đó. Hôm nay mình đi câu bằng mồi con ruốc đó cả nhà, ruốc nè, đó là những con ruốc mình câu mua về mình bỏ trong tủ lạnh đó để câu. Ở đây gió bao bát luôn, cực kỳ mát mẻ. Rất là mát luôn. Hôm kia là cái làng chài, gọi là làng chài Hải Minh Trong, đó có ít nhà lắm cả nhà. Còn bên kia là phía bên kia là làng chài thuộc Hải Minh Ngoài, thành phố Quy Nhơn á. Còn kia là tượng Đức Thánh Trần Đạo á, xe cả nhà, đó, xe kia. Dừng lại nha. Đó, tượng Đức Thánh Trần Đạo á cả nhà, xe đó. Bây giờ mình bắt đầu câu cá nha cả nhà. Nè, mình cứ ngâm thử cây cần rong ở cả nhà. Để mình coi thử có cái nâu không, cái nâu lớn không. Chứ bữa giờ cái nâu nó nhỏ lắm, cỡ như 4 ngón tay vậy. Cái nâu 4 ngón tay ăn đâu có ngon đâu. Với lại nó nhỏ quá, câu mệt. Ngâm thử thử nó có, ngâm thử có cái nâu lớn nào không. Mình câu còn có thôi, mình câu thả sâu xuống. Mình thả sâu xuống nữa mình câu cái gì à. Chứ bây giờ là mình câu khoảng 1,5 mét nước thôi. Cái nâu thường ở lửng ở trên giữa dưới mấy cái lồng này, nên mình câu thử được có thì mình lớn mình bắt, còn không lớn thì thôi, cái nhỏ thôi không câu. Nếu mà cái nhỏ quá thì mình sẽ thả sâu xuống để mình câu cái dìa nha cả nhà. Cái hình như đang làm sao ta, đang ăn. Đúng rồi, đang ăn kìa. Hello. Mới xây nhà nè. Gầm rong luôn nha. Thẻ lọc bị bà đó. Đây thẻ lọc được nè. Trời ơi, mất kẹp rong xuống luôn á. Mình mới giúp con cái gì ở nhà. Nó nhỏ quá, mình thả vô cái ô cá này, cho nó gặm rồi bớt rong rượu trong cái ô á. Để đỡ khỏi phải giặt. Chứ không thông là nó bám rong, mình phải chủ bè phải lâu lâu đêm lên giặt. Thank you.
rồi. Đừng có cái gì à. Nó cả nhà ơi. Đang tiếp tục nữa kìa. To hơn cái trăm nữa. Chùa quấn cần nữa. Điều. Chùa để lệ á. Chuyện nạn chứ gì được gì? Không phải được nạn. Không phải được nạn, được gì hả? Đừng lấy con dâu, đừng ghét gì đó. Không phải được nạn. Không có sơn nữa. Không có sơn nữa. Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội. Cũng được. Được. Cũng được. Cuộc thi diễn ra từ 0 giờ đẹp. Ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 24 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2021 tại website https://2.2. Để khẳng định chất lượng, phương thảo đang có chương trình cam kết. Bé con liên tục nữa.
Thành quả ngày hôm nay cả nhà. Ngày nay mình câu khá nhiều luôn. Vậy là mình về đến nhà rồi nha cả nhà. Đây là cá mình câu câu ngày hôm nay nè. Đã cá lược, cá dìa, mới cá lược xấu hơn cá dìa, cái dìa mập ú. Bây giờ đã rồi nha. Rồi, bây giờ mình làm cá nha.